chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời tiết biển ngày 5 tháng 1 trên kênh VTC 14. Thưa bà con, sau khi tăng cường yếu xuống nước ta, thì từ ngày hôm qua không khí lạnh đã bắt đầu suy yếu. Sang tới ngày hôm nay thì quá trình suy yếu vẫn tiếp diễn, do đó cường độ gió trên các vùng biển của nước ta cũng suy giảm dần. Điển hình là tại khu vực Vịnh Bắc Bộ hiện nay thì gió Đông Bắc chỉ hoạt động ở mức cấp 4 với sóng biển cao dưới 1,5 mét. Còn trên các vùng biển khu vực Bắc và Trung Trung Bộ thì gió cũng chỉ còn hoạt động mạnh cấp 4, có lúc cấp 5. Còn tại khu vực phía Bắc của Biển Đông, gió Đông Bắc duy trì cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ. Trong khi đó thì ở khu vực biển từ Khánh Hòa cho đến khu vực Vũng Tàu, gió cũng mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 gây ra biển động. Sương trong đêm nay và ngày mai thì không khí lạnh sẽ tiếp tục suy yếu. Quá trình suy yếu của không khí lạnh có thể còn kéo dài trong khoảng 3 ngày nữa trước khi tăng cường trở lại vào khoảng đêm ngày 8 sáng ngày 9 tháng 1. Do vậy, trên các vùng biển của nước ta, trong khoảng thời gian từ nay cho đến giữa tuần tới, thời tiết và chế độ sóng gió sẽ không có chuyển biến gì đáng kể. Sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Tại vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, trong đêm nay và ngày mai trên vùng biển này khá ít mây và hầu như là không mưa, tầm nhìn xa thông thoáng, với gió Đông Bắc duy trì cường độ mạnh cấp 4, sóng biển cao từ 1 cho đến 1,5 mét, tình trạng biển rất thuận lợi cho hoạt động hàng hải tại khu vực. Còn tại vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ thì thời tiết duy trì trạng thái là mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, với gió Đông Bắc mạnh khoảng cấp 4 và sóng biển tại đây cao dưới 1,5 mét. Biển không động nên thuận lợi cho hoạt động đánh bắt của bà con ngư dân cũng như là việc lưu thông của các tàu thuyền du lịch. Xuôi xuống khu vực biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi bao gồm đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn. Trong đêm nay và ngày mai, thời tiết tại đây phổ biến là mây thay đổi, có mưa một vài nơi. Tại khu vực ven bờ từ Quảng Trị cho đến Đà Nẵng có gió hướng Tây Bắc cường độ mạnh cấp 4. Ngoài khơi vùng biển này và vùng biển từ Đà Nẵng tới Quảng Ngãi lại thịnh hành đới gió Đông Bắc mạnh cấp 4. Thời tiết trên hầu khắp khu vực rất thuận lợi cho việc lưu thông và hoạt động của các phương tiện tàu thuyền. Còn tại vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận đảo Phú Quý, trên vùng biển này, mây thay đổi, trời không mưa, phía Bắc có gió Đông Bắc với cường độ khoảng cấp 5, phía Nam có gió mạnh khoảng cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, với sóng biển cao từ 2 cho đến 3 mét, biển động, ảnh hưởng xấu tới các hoạt động hàng hải. Các tàu thuyền, nhất là tàu có tải trọng nhỏ thì không nên hoạt động ở phía Nam của vùng biển này. Đến với vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Côn Đảo, trong đêm nay và ngày mai, thời tiết tại đây khá tốt với mây thay đổi, mưa chỉ xảy ra một vài nơi, tuy nhiên thì cường độ gió Đông Bắc tại đây vẫn còn khá mạnh. Trên vùng biển từ Bình Thuận đến Vũng Tàu, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động gây nguy hiểm. Còn tại vùng biển từ Vũng Tàu đến Côn Đảo, có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ. Các tàu thuyền có tải trọng nhỏ cần lưu ý khi hoạt động trên khu vực này. Sang đến vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu, thời tiết tại đây duy trì trạng thái là ít mây, không mưa, ban ngày trời có nắng, gió hoạt động theo hướng đông đến đông bắc với cường độ chỉ khoảng cấp 3, cấp 4, sóng biển thì cao dưới 1 mét, tình trạng biển khá thuận lợi cho hoạt động đánh bắt của bà con ngư dân cũng như là các chuyến tàu vận tải và du lịch ra vào thăm đảo. Tương tự như vậy thì tại vùng biển Vịnh Thái Lan, thời tiết cũng khá tốt với mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Gió Đông Bắc tại đây hoạt động yếu, chỉ khoảng cấp 3, cấp 4, sóng biển cao dưới 1 mét, thời tiết thuận lợi cho hoạt động hàng hải. Trở ra khu vực biển phía Bắc của Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, trong đêm nay và ngày mai thì thời tiết tại đây duy trì mây thay đổi, có mưa ở một vài nơi, gió Đông Bắc tại đây mạnh cấp 5. Tại huyện đảo Hoàng Sa cũng có mưa một vài nơi và cường độ gió cũng khoảng cấp 5. Riêng tại vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông thì gió vẫn có lúc mạnh hơn cấp 5 gây ra cấp 6, gây ra biển động nhẹ. Và tàu thuyền hoạt động trên khu vực phía Bắc của Biển Đông thì cần hạn chế di chuyển vào vùng biển này. Tại khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc, tại đây mây thay đổi, có mưa ở một vài nơi, gió Đông Bắc tiếp tục hoạt động với cường độ mạnh cấp 5, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, các hoạt động hàng hải có thể diễn ra bình thường. Tại khu vực phía nam của Biển Đông, bao gồm khu vực phía nam của quần đảo Trường Sa, Huyền Trân và Song Tử Tây, tại đây mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác. Ở khu vực phía đông thì gió đông bắc mạnh cấp 5, biển bình thường. Trong khi đó thì tại phía tây, gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, ảnh hưởng xấu tới hoạt động của các tàu thuyền nhỏ. Vì thế, bà con ngư dân đang đánh bắt ngoài khơi phía nam của Biển Đông cần lưu ý. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin dự báo thời tiết biển của kênh VTC14. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.